Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Di Động Triệu Phú TV. Kênh bên mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày 12 tháng 7 năm 2023. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì là bên mình lại về list mẫu sản phẩm điện thoại cũ trình hãng giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì là ở chỗ bên mình thì là đang mưa bão thì nó hơi ồn một chút. Thì là các bạn thì hơi khó nghe một chút thì là mong các bạn thông cảm các bạn nhé. Đấy, là mưa to lắm, ở khu mình là mưa to lắm các bạn nhá. Và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình về list mẫu sản phẩm coi như là Samsung này. Samsung lướt này, điện thoại iPhone hoặc là mấy con máy giá rẻ thì các bạn ưng sản phẩm nào thì các bạn thể nhấc máy liên hệ trực tiếp mình qua đặt hàng các bạn nhé. Và để tiếp tục coi như là phục vụ các bạn thì hôm nay buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về tiếp tục được rất nhiều sản phẩm coi như là Galaxy S21 Ultra 5G. Thì hôm nay thì là mình về rất là nhiều luôn. Ở đây thì là mình sẽ bày coi như là tất cả là 6 con, 1 2 3 4 5 6. Ở đây thì mình sẽ bày mẫu 6 con. Nhưng mà trong kho của nhà mình thì rất là nhiều luôn. Nên là các bạn thao đặt hàng các bạn nhé. Đấy. Thì là mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái mẫu coi như là cái Galaxy S21 Ultra 5G của nhà mình. Thì là thứ nhất là về ngoại hình con này của nhà mình thì là một con máy cũ. Thứ nhất là con này cũng ra mắt 15 rồi mà còn là siêu lướt như này cũng rất là ok các bạn nhé. Đấy. Một con máy cũ mà còn được đẹp tương đối như này thì còn rất là ok các bạn nhé. Hôm nay thì mình về được lô này tất cả là 6 cây, trong kho mình còn hàng thì có yên tâm các bạn nhé. Đấy. Galaxy S22 Ultra S21 Ultra 5G. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con này của nhà mình các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Bản Mỹ nha. Đấy, bản gì nhỉ? Sách tay Mỹ chính hãng các bạn nhé. Đấy. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết cái con Galaxy S21 Ultra 5G này của nhà mình. Thì là con này của nhà mình thì là phiên bản của Mỹ này. Hỗ trợ 2 SIM 2 sóng, 1 SIM vật lý và 1 SIM eSIM. Nếu bạn nào dùng 2 SIM thì các bạn có thể là lắp 1 SIM vào mạng và 1 SIM nghe gọi, rất là ok các bạn nhé. Và thứ hai, cấu hình con này của nhà mình thì là trang bị của nó thì là RAM 12GB và bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình con này của nhà mình thì là 6,8 inch. Màn hình AMOLED, màn hình của nó độ phân giải của nó là QHD 2K+. Nói chung là cái màn hình 2K cực kỳ sắc nét các bạn nhé. Và tốc độ màn hình con này của nhà mình thì là tốc độ màn hình con này của nhà mình thì là lên tới tất tốc độ màn hình lên tới tận là 120Hz, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max các bạn nhé. Nhưng mà lại rẻ hơn 13, 14 Pro Max rất là nhiều luôn. Nói chung là phân khúc coi như là hơn 8 triệu đồng thì nói thật các bạn là con này cực kỳ đáng mua các bạn nhá. Camera sau của nó thì là ống cam cực kỳ là to. Và cam con này thì là zoom được tới tận là 100x các bạn nhá. Đấy, camera zoom tới tận là 100x luôn. Các bạn nhìn rất là nét luôn các bạn nhá. Nói chung là camera selfie của Samsung thì các bạn làm thất vọng luôn. Camera trước này, góc rộng, góc hẹp này, rất ok chứ. Đấy. Và màn hình con này của nhà mình thì là màn hình trong veo veo các bạn nhá. Đấy. Màn hình rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, màn hình đẹp trong veo veo các bạn nhá. Về ngoại hình thì một con máy siêu lướt, còn đẹp tương đối như này rất là ok các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là chạy chip Snapdragon là 888 5G, chip đời mới các bạn nhé. Nói chung là chip này các bạn gánh game hay chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Và màn hình con này của nhà mình thì là màn hình của nó thì là nó gì nhỉ? Các bạn xem phim coi như là video coi như là gì nhỉ? Các bạn xem video 8K hay là 4K cực kỳ sắc nét nhé. Thì mình sẽ kết nối. Mình sẽ xem coi như là video cho các bạn coi như là cái con này của nhà mình thì là cái màn hình của nó thì nói chung là cái màn hình của Samsung thật các bạn, đẹp chấm hết các bạn nhé. Đây, nói chung là cái màn hình Samsung thì đẹp chấm hết luôn. Đây, thì mình sẽ vào coi như là cái video 8K, mình sẽ thử trải nghiệm coi như là cái video ở trên màn hình này như thế nào các bạn nhé. Loa thì là loa nghe nhạc, con này là loa nghe nhạc kép các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về phân khúc coi như là hơn 8 triệu đồng thì là, nói chung là các bạn bỏ ra thì đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Đây thì mình sẽ kích vào một video động vật các bạn nhé. Đấy, mưa nó ồn quá, đâm là các bạn nghe thì không được rõ lắm các bạn nhé. Đây, quảng cáo bây giờ xấu ạ. YouTube nó quảng cáo. Đây. Đây mình sẽ vào coi như là đấy, mình sẽ cởi vào cái con động vật nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa ạ? Có thể là zoom coi như là 8x các bạn nhé. Đấy, zoom màn hình 8x luôn. Mình sẽ để đúng khẩu độ của nó nhé. Đây các bạn nhìn chưa? Cái màn hình của Samsung các bạn nhìn chưa? Đẹp đẹp, các bạn nhìn nghiêng này, không có độ bóng mờ gì các bạn nhé. Nói chung là cái màn hình Samsung thì nó thật các bạn, đẹp đẹp châm hết luôn các bạn nhá. Nói chung là phân khúc coi như là hơn 8 triệu đồng, thay vì các bạn bỏ tiền ra mua những sản phẩm coi như là Oppo, Xiaomi hoặc là những sản phẩm Samsung đời mới bây giờ, nó thật các bạn, xách dép cái con này luôn. Thứ nhất là về hiệu năng và thứ hai là camera và thứ ba là pin các bạn nhá. Pin 5000 cực kỳ trâu bò luôn. Và con chip của nó cũng cực kỳ là cao các bạn nhá. Đấy. Thay vì các bạn mua sản phẩm đời mới, các bạn mua những siêu lướt này có 8 triệu 6 thôi. Bên mình đang thanh lý các bạn giá có như 8 triệu 6 thôi. Nó thật các bạn, đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá.
Bạn nào thích sản phẩm của mình là Galaxy S22, S21 Ultra 5G này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình qua hai số hotline các bạn nhá. 0966221789, số này thì mình cũng dùng Zalo luôn các bạn nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng mình là số nhà 72 này, phố Ba Thá này, Viên An, Đường Hòa, Hà Nội này. Bạn nào gần các bạn trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì là bạn nào mà không qua cửa hàng mình được thì mình có bên mình có Shipco. Và hình thức Shipco bên mình thì là các bạn được nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là bán ra thì là bao test cho bạn cũng như là toàn máy 10 ngày và bảo hành cũng như là phần cứng cũng như là 6 tháng, nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Và 2023 rồi thì là mình cũng khuyên các bạn là nên đi mua hàng online, tại vì mua hàng online thì các bạn tiết kiệm được một số tiền cực kỳ là lớn các bạn nhé. Và một con máy thì cũng cực kỳ là ok luôn, các bạn về dùng thì là rất là rẻ và bảo hành thì cũng như nhau các bạn nhé. Đấy, thứ nhất là các bạn nên chọn địa chỉ cửa hàng, có địa chỉ cửa hàng là rõ ràng này, và thứ hai coi như là số điện thoại chính chủ rõ hàng rõ ràng các bạn nhé, và thứ ba coi như là có số tài khoản, coi như là các bạn để cọc tiền hay là chuyển tiền đấy là chính chủ rõ ràng các bạn nhé. Và bên mình thì là gì nhở, giờ làm việc thì bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối, nên là các bạn qua thời điểm nào cực kỳ ok các bạn nhé. Mình sẽ tiếp các bạn coi như là cả ngày luôn, nên các bạn yên tâm các bạn nhé. Và sản phẩm bên mình thì bán ra thì là các bạn hoan hỉ cọc cho bên mình có như là từ 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm. Nhưng đối với những cái dòng mà coi như là Galaxy S22 Ultra 5G này của nhà mình thì các bạn cọc cho mình 500.000 các bạn nhá. Đấy, hôm nay thì hôm qua thì nhà mình về được 2 cây các bạn nhá. Một cây coi như là màu cà phê mận chín đấy, màu cà phê mận chín nhưng mà nó hơi đậm một tí. Còn cái con này của nhà mình thì nó là màu trắng sữa các bạn nhá. Này, cái này thì không phải trắng ngọc trinh các bạn nhá. Này, trắng sữa này. Các bạn sờ ở đây sẽ không bao giờ bị bám bẩn hay là bám bụi các bạn nhá. Sờ vào rất là sướng luôn. Nói chung là cái hàng cao cấp của Samsung mà dùng thì cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy. Phân khúc coi như là rẻ hơn cả 12 Pro Max và 13 Pro Max thì là các bạn có thể là cân nhắc mua này các bạn nhá. Camera của Samsung thì các bạn cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua về sản phẩm coi như là cái con Galaxy S22 Ultra 5G này của nhà mình. Thì là cái con này của mình là phiên bản của Mỹ này, hỗ trợ hai sim E6, một sim eSIM và một sim vật lý các bạn nhé. Cấu hình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 8 và bộ nhớ trong con này của nhà mình là 128GB. Con này của nhà mình là trang bị chip Snapdragon là 8 Gen 1 nhân 8 nhân các bạn nhé. Chip Snapdragon là 8 Gen 1 nhân 8 nhân luôn. Nói chung là tip chip 8 Gen 1 cực kỳ nhanh, cực kỳ là mượt các bạn nhé. Và dung lượng pin con này của nhà mình là pin LiPo, nói chung là mình thấy cái chữ là LiPo 5000mAh. Nói chung là pin này cực kỳ là trâu bò các bạn nhé. Và cái con này của nhà mình, tốc độ màn hình con này của nhà mình thì cũng là 120Hz các bạn nhé. Đây, tốc độ màn hình con này của nhà mình là lên tới tận là 120Hz, nhanh như 12, 13, 14 Pro Max, nhanh như 13, 14 Pro Max các bạn nhé. Và con này của nhà mình thì là trang bị màn hình của nó thì là màn hình OLED 6.8 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+, cực kỳ sắc nét luôn. Camera lên tới tận là 100x, cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Các bạn mua về tặng bà xã hoặc các bạn để dùng cực kỳ tuyệt vời, hoặc các bạn mua về tặng người yêu thì cực kỳ ok các bạn nhé. Đấy, nhà các bạn mà ví dụ mà có vợ ấy, mà các bạn mua về nịnh vợ ấy, hoặc nịnh bà xã thì bạn phải cân nhắc mua này về. Còn nói chung là cái màu trắng ngọc trinh này, máy rất là đẹp các bạn nhé. Một con máy siêu lướt mà còn đẹp được như thế này là cực kỳ ok luôn. Cái dòng S22 Ultra này có hỗ trợ cái bút nhé, các bạn có thể là bấm bút này, quay phim chụp ảnh các kiểu rất là tiện lợi các bạn nhé. Đấy, cái dòng này các bạn thấy bấm bút này, quay phim hay là chụp ảnh rất là ok các bạn nhé. Đấy, và là giá trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì con này bên em thì là bên em sẽ thanh lý cho bạn giá có như là 12.700.000 đồng các bạn nhá. Nhiều các bạn cũng là comment giá bên mình thì là các bạn cứ các bạn tất cả video thì là bên em sẽ báo giá trực tiếp hết, thì là các bạn cứ xem từ đầu đến cuối giúp mình nhé các bạn, chứ nhiều khi các bạn tời nó sẽ qua mất giá, đâm là các bạn sẽ không đẩy giá các bạn nhé. Đây, camera của nó 4-5 camera, màn hình thì là cực kỳ là đẹp luôn. Màn hình thì nó châm hết các bạn nhé. Màn hình 2K cực kỳ sắc nét các bạn nhé. Giá có 12.700.000 đồng. Bạn nào thích sản phẩm cũng như Galaxy S22 Ultra ở 5G này các bạn nhé, hàng sớm nhất các bạn nhé. Cái dòng S21 thì không có bút, mà dòng S22 này có bút các bạn nhé. Rất là hay các bạn nhé. Các bạn có thể viết, vẽ cùng các kiểu. Cái dòng cao cấp của Samsung thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được sản phẩm cũng như là con Galaxy S20 5G. Con này của nhà mình thì là phiên bản của Mỹ các bạn nhé. Hôm nay thì nhà mình về được hai cây màu lông chuột các bạn nhé, Galaxy S20 5G. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái ngoại hình chi tiết cái con này của nhà mình. Ngoại hình thì cũng còn rất ok các bạn nhé. Một con máy siêu lướt còn đẹp như này rất ok luôn.
để các bạn nhìn được, rất là đẹp các bạn nhé. Một con máy siêu lướt màu lông chuột như này rất là đẹp các bạn nhé. Và thứ hai con này của nhà mình thì màn hình trong veo vèo các bạn nhé. Đây màn hình thì trong veo vèo luôn. Thì mình sẽ nói sơ qua về sản phẩm của những con Galaxy S20 5G này của nhà mình. Thì là cái con này của nhà mình thì là phiên bản của Mỹ này, hỗ trợ hai sim hai sóng các bạn nhé, một sim vật lý và một sim eSIM các bạn nhé. Dòng của Mỹ này sẽ là có hỗ trợ sóng 5G luôn các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là phiên bản của nó sẽ là RAM 8 này và bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó thì là 6,2 inch, pin của nó thì là pin 4000. Đấy. Màn hình trang bị màn hình của nó thì màn hình 2K các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà không thích to quá thì các bạn phải cân nhắc mua này các bạn nhé. Giá thì là hôm nay thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 4.200.000 đồng cho sản phẩm có như là Galaxy S20 5G các bạn nhé. Đấy. S20 5G này giá sẽ là 4.200.000 đồng cho bạn nhé. Phiên bản của Mỹ hỗ trợ hai sim hai sóng mà có 5G, RAM 8. Bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Toàn màn hình đều đẹp hết các bạn nhé. Toàn màn hình trong veo vèo. Đấy, giá sẽ là 4.200.000 đồng cho một con các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm của Galaxy S20 5G đấy các bạn nhà hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Và hôm nay thì nhà mình về được một con Galaxy S20 Plus giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Trên tay mình đây sản phẩm của Galaxy S20 Plus. Con này của nhà mình thì là phiên bản của Mỹ nhé. Có hỗ trợ sóng 5G, có chip 5G đời mới. Con này của nhà mình thì là phiên bản một sim eSIM và một sim vật lý các bạn nhé. Cấu hình sẽ là RAM 12 và bộ nhớ trong là 128GB. Con này của nhà mình là pin 4500mAh và màn hình của nó thì là 6,7 inch gì nhỉ 2K các bạn nhé. Tình trạng con này của nhà mình thì màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút các bạn nhé. Đấy. Con này của nhà mình thì là hơi ám nhẹ một chút thôi. Các bạn để ý kỹ mới thấy các bạn nhé. Và thứ hai con này của nhà mình thì là màn hình của nó sọc một đường xanh xanh nhỏ nhỏ dưới bên này các bạn nhé. Các bạn có thể là mua về làm máy phụ chống cháy nghe gọi, hoặc các bạn mua về để chạy Uber, Grab, hoặc các bạn mua về để làm chạy quảng cáo hay là chạy ứng dụng YouTube thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Thì là cái con này của nhà mình thì trong buổi hôm nay thì mình sẽ thanh lý bạn giá coi như là 2.500.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, phiên bản là tận là RAM 12 và bộ nhớ trong là 128GB này. S20 Plus các bạn nhá, 2.500.000 cho các bạn nhá, rất là rẻ các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được sản phẩm của như Galaxy S21 5G các bạn nhá. S21 5G thì hôm nay mình về được 3 cây. Về cái ngoại hình con Galaxy S21 5G này của nhà mình thì ngoại hình còn rất là ok các bạn nhá. Một con máy siêu lướt thì con này còn rất là đẹp luôn. Nói chung là 18 19 10 các bạn nhá. Nhà mình về được màu đen này. Màu đen thì màn hình cũng trong veo các bạn nhé. Đây. Toàn màn hình trong veo veo hết các bạn nhé. À, con này của nhà mình thì là màu đây ạ. Màu này thì mình không biết là tả màu gì. Màu nhiều màu khoai môn ấy. Đấy. Mình không rõ là màu gì nhé. Đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Màn hình thì trong veo veo các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết cái con Galaxy S21 5G này của nhà mình. Thì con này có là chip đời mới là chip 5G. Đấy. Năm 2023 rồi các bạn bỏ tiền ra. Các bạn mua những con chip đời mới cực kỳ ok các bạn nhé. Cấu hình cái con này của mình sẽ là RAM của nó sẽ là gì nhỉ? À quên mất, con này của nhà mình là phiên bản của Mỹ này, hỗ trợ hai sim hai sóng, một sim vật lý và một sim điện tử các bạn nhá. Cấu hình sẽ là RAM của nó là RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB. Pin của nó thì là pin 4000, màn hình của nó thì là 6,2 inch. AMOLED Full HD cộng cực kỳ sắc nét các bạn nhá. Con này của nhà mình là chạy chip Snapdragon là 888. Chip này các bạn gánh game mà chạy dụng cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Chip 5G đời mới bây giờ cực kỳ nhanh, cực kỳ lưu mượt các bạn nhá. Và màn hình con này của nhà mình thì là màn hình cũng nó cũng là lên tới tận là 120GHz các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà cần nhỏ gọn thì bạn phải mua Galaxy S21 5G này của nhà mình các bạn nhé. Giá thì là trong buổi tối ngày hôm nay thì là bên mình sẽ thanh lý bạn giá có như là 5.700.000 đồng cho sản phẩm Galaxy S21 5G các bạn nhé. Hôm nay thì nhà mình có màu đen này. Đấy, màu không phải đen hẳn các bạn nhé, đen đen nhạt nhạt và màu khoai môn các bạn nhé. Đấy, giá sẽ là 5.700.000 đồng một con nhé. Máy còn rất là ok, rất là đẹp các bạn nhé. Là mới được cái hai sim hai sóng các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con nhìn là con iPhone 8 Plus các bạn nhá. Trên tay mình đây sản phẩm cũng như là iPhone 8 Plus. Con này của nhà mình là phiên bản là quốc tế LLA các bạn nhá. Bộ nhớ trong 64GB, phiên bản là không giới hạn sim các bạn nhá. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao các bạn như là reset hay là gì to là thoải mái, không iPhone lock, không iCloud ẩn các bạn nhá. Và tình trạng pin con này của nhà mình thì là khách cũng đã thay pin mới 100% rồi. Nên là các bạn yên tâm dùng các bạn nhá. Con này của nhà mình thì là mình sẽ bao cho bạn như là main zin đẹp đẹp này và màn zin các bạn nhá. Mình sẽ bao cho bạn như là main zin, màn zin các bạn nhá. Về ngoại hình con này của nhà mình thì là viền của nó thì hơi phẩy một chút các bạn nhá. Đây viền của nó thì hơi phẩy một chút thôi. Đấy, viền của nó thì là hơi phẩy một chút các bạn nhá. Thì là cái con này của nhà mình là màu gold này, viền hơi phẩy thôi. Thì là hôm nay thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn giá có gì nhỉ? Giá con này của nhà mình thì là mình sẽ thanh lý cho bạn giá có như là 3.500.000 đồng cho sản phẩm cũng như là iPhone 8 Plus các bạn nhá.
3.500.000 đồng một iPhone 8 Plus phiên bản quốc tế, bộ nhớ trong 64GB, pin mới 100% các bạn nhá, viền hơi phẩy các bạn nhá. Con này lấy thì mình sẽ tặng các bạn một cái ốp này, dán màn hình cho các bạn nhá. Đấy, và sạc các bạn nhá. Giá sẽ là gì nhỉ? 3.500.000 đồng cho sản phẩm iPhone 8 Plus các bạn nhá. Và tiếp theo trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì như mình lại về được sản phẩm của những con LG V50 ThinQ 5G, thì mình sẽ nói sơ qua về cái ngoại hình con này của như mình. Thì là sản phẩm này của mình rất là đẹp các bạn nhá. Các bạn mua những con này về thì các bạn về coi như là các bạn để hàng, coi như là các bạn làm kỷ niệm, hoặc là các bạn mua về máy để dùng cực kỳ ok luôn. Máy rất là đẹp các bạn nhá. Sản phẩm của những con LG V50 ThinQ 5G này của như mình thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết các bạn nhá. Con này của như mình thì là phiên bản của Hàn Quốc này, hỗ trợ coi như là một sim một sóng, máy thật là đẹp leng keng xà beng các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết. Cái con này của nhà mình thì là phiên bản Hàn Quốc này, hỗ trợ coi như là một sim một sóng này. Cấu hình sẽ là RAM của nó thì là RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB, chip Snapdragon là 855, có chip đời mới 5G các bạn nhé. Màn hình của nó thì là màn hình BOLED 6.4 inch, độ phân giải của nó thì là 2K các bạn nhé, cực kỳ sắc nét. Pin thì là pin 4000. Nói chung là sản phẩm LG V50 này thì là các bạn cái loa nghe gọi đàm thoại nó cực kỳ to luôn. Các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi chống cháy cực kỳ ok. Hoặc các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân làm một máy định danh cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Giá thì là hôm nay thì là mình sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là 3.100.000 đồng cho một siêu phẩm của LG này, máy rất là đẹp các bạn nhá. Có hỗ trợ sóng 5G, camera thì là 3 mắt camera và mở khóa thì là có khóa khuôn mặt và vân tay rất là ok các bạn nhá. Có 3.100.000 đồng cho bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối livestream ngày hôm nay bên em thì là sản phẩm coi như là con Oppo A1K các bạn nhá. Con Oppo A1K này thì là pin hơn 4000, màn hình của nó thì là hơn 6 inch. Con này của nhà mình là sẽ là RAM 2, bộ nhớ trong là 32GB. Con này của nhà mình thì là cái khay sim của nó thì là màu đỏ các bạn nhá. Thì vì khách dùng con này thì là kiểu khách làm rơi ấy, lúc tháo ra làm rơi mất khay sim. Thì là đi đâu cũng khách đi đâu mua được khay sim, nhưng mà là mua khay sim màu đỏ này. Thì nhét vào là màu đỏ các bạn nhá. Giá cái con gì nhỉ? Giá cái con này của nhà mình sẽ là 900.000 các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về làm tặng ông bà bố mẹ người thân làm con máy phụ định danh cực kỳ ok luôn. Thông tin pháp lý này. Đấy, ok các bạn nhé. Trạng thái này. Đấy. Đấy, các bạn mua về. Đấy, các bạn mua về làm máy phụ định danh cực kỳ ok luôn. Mà giá gì nhỉ? Giá có 900.000 đồng cho sản phẩm Oppo A1K các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong buổi tối livestream ngày hôm nay thì nhà mình cũng về ít mẫu sản phẩm. Thì các bạn ưng sản phẩm nào, các bạn thích sản phẩm cũng như là Galaxy S21 Ultra này, phân khúc hơn 8 triệu này, thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất các bạn nhá. Nói chung là sản phẩm này mình tâm đắc nhất luôn, hơn 8 triệu mà cấu hình cực kỳ là cao luôn, camera cực kỳ sắc nét. Và xin chào và hẹn lại clip sau các bạn nhá. Bye bye.